Video này được tài trợ bởi đồ chơi công nghệ Seven, thương hiệu mang đến cho bạn con tai nghe One Audio F2 cực chất, tai nghe True Wireless Studio đến từ hãng tai nghe bán chạy nhất Amazon, chất âm hay chuẩn DJ, nhịp bass sống động với mảng loa 10mm, thiết kế tao nhã với họa tiết đĩa than làm điểm nhấn, thời lượng pin lên đến 40 tiếng, sạc một lần đủ nghe cả tuần, hàng chính hãng bảo hành 12 tháng, giá chỉ 590k, hợp ví với mọi nhà, dành riêng cho người xem hệ thống kênh The Reviewer. Khi anh em ấn vào link tôi để bên dưới sẽ có ngay mã giảm giá 50k, còn chần chờ cái gì nữa? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Lộn Cái Bàn, một talk show nơi mà chỉ có hai người mà chúng tôi nói chuyện với các bạn và với nhau, nhưng mà thường là với nhau. Và chủ đề hôm nay của chúng ta sẽ là tại sao phim Việt lại yếu kém hơn phim Nhật, Hàn, Trung Quốc hay thậm chí là cả nước láng giềng là Thái Lan. Một chủ đề cực kỳ clickbait, đáng buồn. Theo tôi biết thì phim Việt không phải là mới đẻ ngày hôm qua mà đã có một cái chặng đường phát triển cũng khá là dài rồi, hình như là từ thời Pháp thuộc thì phải. Chính là vậy. Sau đấy thì đến tận năm 75 thì điện ảnh Việt Nam phát triển ở cả hai miền và đã từng có những kiệt tác đi vào lòng người từ điện ảnh cho tới truyền hình. Nhưng mà trong 10 đến 15 năm trở lại đây thì dù mỗi năm có hàng chục phim điện ảnh, hàng nghìn tập phim truyền hình, rồi là hàng triệu kênh truyền hình chính thống cũng như là kênh phim nghiệp dư trên YouTube thì lại không có quá nhiều phim có thể được xem là hay. Đến nỗi mà người ta bắt đầu bảo rằng là bỏ tiền để xem phim Việt Nam thì cũng giống như là không tôn trọng công sức lao động bản thân, đúng không? Trong khi đấy thì Hàn Quốc chỉ bắt đầu làm phim thì từ những năm 80. Tôi tưởng là phim Hàn Quốc thì có từ lâu rồi. Phim Triều Tiên thì từ lâu, còn phim Hàn Quốc thì tách ra từ năm 80 thôi. Và nội dung ban đầu của họ cũng chỉ quanh quẩn phim gia đình, drama, tình cảm các thứ giống mình thôi. Nhưng mà đến tầm năm 2006, 2009 thì đấy vẫn còn đang là kiểu truyền thuyết du mông với cả vườn sao băng. Hai bên đấy hay mà. Về phim người ta clip tóm tắt xong. Tôi không bảo là nó không hay, phim đấy hay vãi. Nhưng mà kiểu nhìn chung tầm đấy về nội dung ấy nó cũng khá là cân bằng. Nhưng bây giờ thì phim Hàn đang ở sao hỏa, còn chúng mình thì vẫn đang loay quanh xây dựng sân bay các thứ. Họ đã có phim Oscar rồi, còn phim mình mang đi giữ Oscar thì bị chính khán giả nước nhà mình cười chê. Thì sự khác biệt ở đây là gì? Tôi thấy rằng là Hàn Quốc thì trong mọi lĩnh vực bao gồm cả điện ảnh, họ xuất sắc ở cái là làm mọi thứ rất là bài bản và hệ thống. Họ cứ nắm vững cái phần kỹ thuật cơ bản xong rồi phát triển được lên rất là đúng trình tự ấy. Alo, cảnh sát ạ. Em tìm thấy một thằng Hà Nội ở đây. Nhưng mà Hà Nội hay không thì đúng thật là Việt nói đúng, là mình hay thích cái kiểu là đi tắt đón đầu ấy, nhưng mà theo hướng là học ngọn chứ không phải là học gốc. Nghĩa là hiện tại thì tôi thấy là đang làm tốt những cái ở bề mặt, nhưng mà cái cốt lõi thì cảm giác là chưa. Tức là mấy cái kiểu mà quay phim one shot xong rồi nghệ các thứ, đúng không? Là những cái ngọn, đúng không? Mình làm tốt rồi. Còn cái phần gốc thì chưa. Nhiều người Việt cũng tham gia gia công phim nước ngoài ấy, nên là những cái đấy chắc chắn là ok rồi. Cái gốc ở đây là cái kịch bản. Kịch bản là cái mà nhiều người chê nhất, và ý kiến chung của mọi người là kịch bản ở Việt Nam nó yếu kém. Kịch bản là kém thì ông có quay one shot hay là quay bao nhiêu shot thì nó cũng không hiệu quả. 30 shot cũng không hiệu quả. 30 shot cũng không hiệu quả. Và tôi nghe cụm từ kịch bản yếu kém rất là nhiều, và tôi nghĩ là ai xem phim cũng cảm nhận được khi mà xem một kịch bản kém. Chính xác thì tại sao nó lại kém? Tôi nghĩ là có nhiều lý do. Đầu tiên thì kịch bản phim Việt chưa tận dụng được cấu trúc ba hồi. Thì cấu trúc ba hồi thì chắc là nhiều người nghe rồi, nhưng mà tôi nói lại, đại khái nó là kịch bản phim thì được phát triển từ kịch bản kịch sân khấu. Cái chữ kịch ấy, thì trong kịch bản vẫn là nghĩa là kịch. Nhưng mà cái khác biệt ở đây là kịch bản sân khấu sẽ thiên về thoại nhiều hơn, còn điện ảnh thì sẽ tập trung vào hình ảnh. Kịch bản thì chỉ là cái bản chỉ dẫn phác thảo nội dung phim, kiểu trước khi vẽ thì phải phác họa ấy, trước khi viết văn thì phải lập dàn ý, còn trước khi làm phim thì phải có kịch bản. Cũng như mọi thể loại kể chuyện khác thì kịch bản điện ảnh cũng gồm 3 phần này: giới thiệu này, phát triển và kết thúc, hay còn được gọi là cấu trúc ba hồi. Cái này thì khá là cơ bản. Hồi 1 là khúc giới thiệu về thể loại này, chuyện phim, bối cảnh, nhân vật các thứ. Hồi 2 là phần nội dung chính này, chiếm hầu hết thời lượng phim. Hồi 3 thì là kết thúc của câu chuyện, kết cục của nhân vật các thứ, và cho thấy mục đích, ý nghĩa cuối cùng mà phim muốn truyền tải. Nếu có, đúng không? Nếu có. Và tôi luôn cảm giác rằng là phim Việt nó chưa tận dụng tốt cái cấu trúc ba hồi này. Nó dễ hiểu hơn là kiểu họ không tập trung vào câu chuyện tổng thể mà họ bị sa đà vào tiểu tiết quá. Ví dụ như là cô gái đến từ hôm qua, dù là chuyển thể từ chuyện của Nguyễn Nhật Ánh, nhưng mà tôi cảm giác rằng là phim đi quá nhiều vào những cái chi tiết nhỏ mà không có sự liên kết rõ ràng. Em chương 18 thì quá tập trung vào những cái hài tình huống và mối quan hệ giữa các nhân vật, tôi không cảm nhận được cái sự phát triển cốt truyện đầy đủ. Nói chung là vẫn bị tiểu tiết, hơi tập trung vào những cái xử lý tình huống quá, mà cốt truyện tổng thể thì lại có vẻ là chưa ổn. Lấy một cái ví dụ trực quan về phim châu Á mà được cả thế giới công nhận đi, Parasite, phim Oscar luôn, thì nó có 3 hồi này. Hồi 1 là tập trung vào một gia đình nghèo sống trong một căn hộ hầm ở dưới lòng đất, làm đủ thứ để kiếm sống. Rồi là gia đình này thì lúc đó bắt đầu thâm nhập vào cuộc sống của gia đình nhà giàu. Hồi 2 thì gia đình nhà nghèo tiếp tục lợi dụng tình huống để có được một số việc làm trong gia đình nhà giàu. Ban đầu thì tưởng chừng là mọi thứ sẽ ổn, nhưng mà dần dần các bí mật đen tối và sự ganh đua giữa hai gia đình, rồi giữa gia đình với nhau bắt đầu hé lộ, dẫn đến các sự kiện không mong muốn và dẫn đến sự căng thẳng và xung đột gia tăng. Rồi cuối cùng là xung đột nổ ra và mọi thứ đổ vỡ. Rồi hồi 3 là cái kết quả bi hài của cái sự đổ vỡ đấy. Thì tất cả nó được xây dựng để gây ra một loạt hậu quả khôn lường này, và hiển thị lên cái sự không công bằng và bất công trong xã hội. Thì đó là các cái sự kiện, nội dung chính của câu chuyện theo cấu trúc ba hồi. Tôi nghĩ là về bản chất thì kịch bản phim nó cũng là một câu chuyện, và làm một câu chuyện thì phải gồm một chuỗi những
cái sự kiện nối tiếp nhau thành một cái trình tự nhất định và tạo thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Ví dụ khác mà phim này phá cách hơn là Pulp Fiction. Phim này nhìn qua thì câu chuyện rất là lung tung nhưng mà thực ra thì trong phim lại kể ba câu chuyện mà mỗi câu chuyện lại cũng có ba hồi. Câu chuyện đầu tiên là về hai ông sát thủ. Hồi 1 của câu chuyện này là khi hai ông này đến lấy cái vali của ông trùm để mà giới thiệu về hai ông này. Hồi 2 là một loạt các biến cố xảy ra trên đường về với cao trào là vụ cướp nhà hàng. Và hồi 3 là giải quyết vấn đề khi mà ông sát thủ da đen có trí giải nghệ. Câu chuyện thứ 2 là về ông sát thủ da trắng phải chăm sóc vợ của ông trùm. Hồi 1 là khi mà ông này đến gặp vợ ông trùm, ta thấy bà này nhìn khá là rằm khăm. Hồi 2 là buổi đi chơi với cao trào là bà vợ sốc thuốc. Và hồi 3 là khi mà ông sát thủ đưa bà vợ về và ta thấy là ông sát thủ này cũng thích đấy nhưng mà không dám quá đà. Câu chuyện cuối cùng là về ông võ sĩ Quyền Anh. Hồi 1 là khi ông này nhận tiền của ông trùm để mà làm độ. Và hồi 2 là kể câu chuyện về chiếc đồng hồ vàng với cao trào là anh này bị ông trùm bắt gặp giữa đường. Và hồi 3 là khi mà ông này được tha và cùng người yêu đi tìm chân trời mới. Kiểu về bản chất thì dù là phá cách làm phim 2 hồi, 4 hồi, n hồi, tuyến tính hay là phi tuyến tính thì nó đều phải dựa trên cái nền tảng cấu trúc 3 hồi cổ điển với tuổi đời đã lên tới 2.500 năm, xuất phát từ drama Hy Lạp, thêm thông tin nghe cho hiểu biết. Nói chung là kịch bản không chia rõ 3 phần, giới thiệu, phát triển, kết thúc mà có cấu trúc tùy ý hoặc là không tuân theo các quy tắc thông thường của một câu chuyện thì có thể tạo ra những cái sự kiện kỳ lạ và nó không tạo ra được một câu chuyện hợp lý. Kiểu là kể chuyện không có đầu đuôi hoặc là câu chuyện nó không dày mạch logic và khán giả xem ấy thì người ta sẽ bị hiểu là mày có thưởng tao, mày kể người ta có câu chuyện kiểu về... như người ta không biết ấy. Vậy nên tôi nghĩ là biên kịch Việt Nam bây giờ cứ luyện thông thạo 7 cái cấu trúc 3 hồi trước đã rồi những cái phá cách gì đấy tính sau. Ok. Gần đây thì phim Việt Nam cũng khai phá khá là nhiều thể loại mới như là tiểu sử này, zombie này, sinh tồn này. Nhưng mà một trong những yếu tố mà khiến họ thất bại là kịch bản yếu. Và cái kịch bản yếu này khiến cho người xem khá là tiêu cực. Như là Cú Lao Sắc Sống này thì bị réo cũng mãi luôn. Bắt đầu thì cái phim này cũng gây tò mò vì zombie miền Tây các thứ. Nhưng mà cuối cùng thì những gì đọng lại chỉ là cái làn sóng chê bai và It's Cú Lao Time. Cú Lao Time, hai bộ phim về Em và Trịnh và Trịnh Công Sơn thì tôi chẳng muốn nói tới nữa. Tôi muốn gạt nó ra khỏi hệ thống của tôi luôn. Tôi đã quá vội đánh giá một siêu phẩm điện ảnh mà Việt Nam khó lắm mới có được. Tôi đùa đấy, tôi không sai đâu, phim này như Có cái phim là Rừng Thế Mạng thì đi đầu cho thể loại sinh tồn với câu chuyện là phượt thủ đấu tranh sinh tồn thì đi phượt thứ, nhưng mà nghe qua thì cũng có thật là tiềm năng không? Nghe sơ qua thì cũng khá là tiềm năng nhưng mà những cái tình tiết của câu chuyện thì nó còn sơ sài, tâm lý nhân vật thì nó chưa sâu nên là khó gây được cái ấn tượng mạnh. Nói chung là cái câu chuyện nó không đủ. Chung quy vẫn là do cấu trúc ba hồi vẫn chưa tận dụng tốt, vẫn bị tập trung vào tiểu tiết. Và tiểu tiết thì cũng không tốt thì càng tệ. Một vấn đề khác tôi nghĩ là do nhiều người mang cái tư duy của nhà văn để mà dấn thân vào làm biên kịch ấy. Và cái điều này làm quá trình làm phim khó hơn. Trước tôi may mắn dự cái lớp phim cơ bản của thầy Đặng Ngọc Dũng thì biết được rằng là kịch bản phim đúng chuẩn, nó cực kỳ thô, nó cực kỳ trực diện, kiểu ông A đến chỗ B làm việc C. Và thế thôi là diễn viên biết mình phải làm gì và đạo diễn biết mình phải làm gì. Còn phần diễn xuất như thế nào thì do đạo diễn với cả diễn viên làm việc với nhau. Còn mấy ông bà biên kịch Việt Nam kiểu thích văn ấy, kịch bản diễn xuất mà cứ kiểu không là thứ duy nhất còn đọng lại trong lòng anh Hoàng bây giờ. Ánh mắt anh xám xịt như cơn giông ban chiều, nhìn anh tôi tưởng như nghe được nỗi buồn. Kiểu viết như thế thì diễn viên biết làm như nào? Biên kịch không nhất thiết là phải viết văn hay và nhà văn có tiếng cũng có thể viết ra những cái kịch bản rất là tệ. Fantastic Beasts, J.K. Rowling. Kịch bản cho điện ảnh nó chỉ tương đương với cả cái dàn ý trong văn học thôi ấy. Và nó là nơi để mà liệt kê, phác thảo, cấu trúc câu chuyện chứ không phải là nơi mà để thể hiện ra rằng là ông văn hóa bay bướm. Trước khi làm video thì tôi có tìm hiểu thì thấy một cái trang kịch bản bị leak của người phán xử. Thì trong cái ảnh leak đấy thì có lỗi viết theo kiểu viết văn ấy, kiểu là theo ánh mắt nhìn của Tú, quả nổ. À không, quả nổ lấy đi. Quả nổ trùm kín tiệc sinh nhật, mọi người bị bắn ra xa, có người bị lửa bén chạy vội xuống hồ, tiệc sinh nhật tan hoang, xong rồi lại còn nhìn cảnh tượng kinh hoàng thì giật mình sợ hãi. Mấy cái này thì tôi nghĩ là việc của đạo diễn và diễn viên và đội ngũ quay dựng, chứ còn bên kịch thì chỉ cần lên dàn ý thôi. Đúng là nó sẽ kiểu là ông quân rơi thò tay vào túi áo, ông quân bắn luôn. Đằng nào lúc sau cũng rút tờ giấy ra mà đúng không? Thì tả này hơi thừa ấy. Tôi thì chưa xác định được cái việc là cái kịch bản bị leak đấy có phải thật không. Nhưng mà nếu mà nó là thật ấy, thì nó đang, theo tôi tìm hiểu, nó đang không theo quy chuẩn của kịch bản quốc tế. Mấy cái này thì nó có quy chuẩn để làm theo hết này. Trước tiên là về trình bày đi, rồi là phông chữ thứ này. Ngoài ra thì còn có một cái quy ước là khoảng 1 phút một trang. Điều này thì sẽ giúp cho các nhà sản xuất dễ dàng hơn trong cái việc tính toán thời lượng và chi phí sản xuất phim. Mà cái này nó không chỉ áp dụng cho các kịch bản dùng bộ chữ Latin nhé, mà cả kịch bản phim Hàn thì cũng theo cái quy chuẩn này luôn. Mà cái viết cái kiểu văn chương này thì sẽ khiến cho kịch bản nhìn lê thê, nó quá mức cần thiết ấy. Kịch bản người ta một trang một phút, nhìn vào là tính được cái chi phí sản xuất các thứ. Còn kịch bản mà lê thê thì vừa dễ truyền tải sai ý này, và vừa khiến đạo diễn, diễn viên khó hiểu mà lại khó ước lượng thu chi cái thứ.
xong muốn dùng kịch bản này là phải chỉnh sửa rất là nhiều đúng không? Đúng rồi, sau này nó lại tạo ra cảm giác là người viết kịch bản này không chuyên nghiệp gì, thế là kiểu người ta bực bực ấy, xong rồi lại không muốn dùng kịch bản ấy nữa, lại ảnh hưởng đến quá trình làm phim. Từ những cái yếu tố đấy dẫn đến cái tình trạng là thiếu kịch bản gốc hay và đúng chuẩn, xong kịch bản gốc ra rạp thì lại thường thất bại thảm hại nữa, thế nên là các nhà sản xuất sẽ rất là ngại làm phim dựa trên kịch bản gốc của người Việt. Để cho kinh tế thì cứ mua luôn kịch bản đã thành công nước ngoài về, mang về Việt Nam xào nấu lại. Những cái phim thành công ở Việt Nam như kiểu đa phần là mua lại kịch bản của Hàn, như là Em Là Bà Nội Của Anh này, Ông Ngoại Tuổi 30 này, Sắc Đẹp Ngàn Cân này, Nghề Siêu Dễ vân vân. Và tôi nghĩ rằng từ đây còn phát sinh một cái vòng xoáy nữa là bởi vì chất lượng kịch bản gốc kém ấy, nên là nhà sản xuất cũng không muốn đầu tư nhiều tiền vào kịch bản. Kiểu người viết kịch bản thấy thế cũng bị thiếu động lực để mà làm ra kịch bản hay, và nhà sản xuất thấy vậy thì lại càng được củng cố thêm cho quyết định của mình. Như tôi tìm hiểu ấy, thì cái chị biên kịch của Mắt Biếc của Hai Phượng, của Người Bất Tử thì từng chia sẻ là nếu mà ở Hàn Quốc hay Trung Quốc thì biên kịch giỏi có thể nhận lương tương đương với diễn viên ngôi sao, thì ở Việt Nam biên kịch lương chỉ từ 5 đến 8 triệu cho mỗi tập phim truyền hình, cao nhất thì là 15 triệu cho một biên kịch gạo cội. Với những biên kịch trẻ mà viết cho kênh phim nghiệp dư YouTube thì các thứ còn thấp hơn nhiều. Cao nhất hiện nay là phim điện ảnh từ 800 triệu đến 1 tỷ cho các dự án lớn này. Tuy nhiên thì đó là tiền tổng cho cả nhóm biên kịch, nên là mỗi biên kịch có thể nhận từ 1 đến 200 triệu. 200 triệu một tháng ấy thì nghe to thật đấy, nhưng mà to thế. Phim điện ảnh từ cái giai đoạn kịch bản cho đến lúc ra mắt thì rất lâu ấy, và đôi khi nhà sản xuất lại còn thay đổi ý kiến, thay đổi biên kịch giữa chừng, nên là chắc là 200 triệu này chắc là trong 1 hoặc 2 năm đúng không, khi là cùng năm 3-4 năm, nhiều năm gì đấy, hoặc là không có lương luôn nếu mà người ta thay biên kịch khác. Và 200 triệu mà chia ra 2 năm thì mỗi tháng tầm 8 triệu. Và cái tiền thì đã được trả theo sản phẩm chứ không phải là lương cứng. Tiền thấp thì người ta vẫn sẵn sàng làm, cơ mà họ sẽ phải làm thêm nghề khác để mà trang trải cuộc sống. Và dần dần thì biên kịch sẽ trở thành một cái nghề tay trái, một cái sở thích hơn là công việc chính, nên là cũng chẳng còn đầu tư tâm huyết nhiều lắm. Tôi thấy người ta so sánh là biên kịch Mỹ với cả Hàn các thứ làm xong một tập phim thu nhập có thể đủ cho họ sống cả năm, thậm chí là nuôi cả gia đình. Dù là gần đây cũng có biểu tình là tăng lương thêm nữa, nhưng mà nói chung là thu nhập của họ được đảm bảo. Còn biên kịch Việt Nam một năm một dự án thì chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt bản thân chứ đừng nói là chăm lo gia đình gì cả. Để chốt lại là một yếu tố nữa làm phim Việt Nam chưa hay là biên kịch bị trả ít tiền nên là họ cũng chẳng muốn làm. Lý do này chắc là lý do cuối rồi, đấy là biên kịch đang không được tham gia quá sâu vào cái quá trình sản xuất phim. Như đã nói thì kịch bản là một trong những cái cốt lõi của một bộ phim hay, nhưng mà ở Việt Nam thì theo tôi tìm hiểu là biên kịch nộp kịch bản xong là thôi luôn, không còn liên quan gì nữa, nhà sản xuất bảo let him cook luôn. Ok, mình lại so sánh với Hàn Quốc đi, thì vai trò của biên kịch được đánh giá khá là cao và trọng dụng hơn ấy. Họ có quyền được tự do sáng tạo trong việc là phát triển ý tưởng kịch bản này, được quyền góp ý trong quá trình sản xuất phim này, và thường tham gia từ giai đoạn đầu của quá trình sản xuất và đóng vai trò tương đương với đạo diễn và nhà sản xuất. Theo tôi biết thì các bộ phim có biên kịch giỏi thì thường được công nhận và có tiềm năng thương mại cao ở Hàn. Hoặc những bộ phim thành công về cái mặt thương mại cũng là cơ hội để mà biên kịch được biết đến rộng rãi và xây dựng thương hiệu cá nhân. Và ngoài ra thì Hàn Quốc thì cũng có nhiều cuộc thi và học viện riêng cho biên kịch để khuyến khích và phát triển biên kịch trẻ này. Thì cái điều này đảm bảo cái sự duy trì và phát triển sự nghiệp của người biên kịch ấy. Tức là nó không chỉ nằm ở trong những cái người trực tiếp tham gia bộ phim đúng không? Mà nó lại còn cần sự hỗ trợ về các chính sách rồi giáo dục các thứ mà nói chung là chúng mình không đủ tầm để mà lạm bàn. Tôi nghĩ là chất lượng biên kịch mà được nâng cao thì chắc chắn là chất lượng điện ảnh sẽ đi lên. Mà để có được cái lớp biên kịch có trình độ, có chiều sâu, có trải nghiệm, có ý tưởng, có khả năng thực hiện hóa ý tưởng đấy thì lại cần những người dẫn dắt đủ tầm nữa, xong rồi lại còn vấn đề trường lớp đào tạo được đầu tư các thứ phức tạp lắm. Và đó là ý kiến của chúng tôi về vì sao phim Việt Nam và cụ thể là kịch bản. Ý kiến của các bạn thì sao về phim Việt Nam, và các bạn muốn chúng tôi làm về chủ đề gì tiếp theo thì hãy comment bên dưới. Vinh và Lịp, xin chào và hẹn gặp lại. Cáo lui.